Thưa quý khán giả, khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 9 nên có mưa bão, khiến tầm nhìn xa giảm rất thấp, gió tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Còn tại vùng biển quần đảo Trường Sa, trời không mưa, gió cường độ trung bình, biển bình thường. Cường độ bão số 9 còn rất mạnh với sóng và gió lớn, nên cần chủ động hướng dẫn các tàu thuyền còn đang hoạt động trên đường đi của bão, khẩn trương thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các tàu đang ở khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Kiên quyết không để người trên tàu thuyền chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ, đặc biệt là khu vực trên các đảo. Cơn bão số 9 còn có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc và ảnh hưởng yếu đến thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ cũng như là phía Đông Bắc Bộ, khiến trời chuyển nhiều mây và có mưa ở một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại các khu vực này phổ biến là từ 20 đến 23 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, mưa có xu hướng giảm nhanh cả về diện và lượng, kéo theo nhiệt độ ban ngày tăng dần lên ngưỡng là từ 22 đến 25 độ. Phía Nam là từ 25 đến 28 độ. Trở vào với khu vực Nam Bộ, thời tiết tốt với ban ngày trời nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ trưa chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận phổ biến trong khoảng là từ 29 đến 31 độ. Và phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay.